Xin chào mừng quý độc giả đến với điểm báo tuần mới của tạp chí Kinh tế Việt Nam VN Economy. Tôi là biên tập viên Tú Anh. Mời quý độc giả đón đọc tạp chí Kinh tế Việt Nam số 22 phát hành vào ngày 29 tháng 5 năm 2023 với nhiều chuyên mục hấp dẫn. Trong thời gian qua, các chủ đầu tư thường chú trọng phát triển nhà ở chung cao cấp, trong khi nhà ở giá rẻ, nhà xã hội, phân khúc phù hợp với khả năng tài chính của đại đa số người dân đô thị thì ngày càng mất hút. Điều này đồng nghĩa với cơ hội tiếp cận nhà ở, an cư lập nghiệp của người dân có thu nhập thấp ngày càng hạn chế. Nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, giải quyết tốt hơn nhu cầu cải thiện nhà ở của người dân mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành là khoảng 1.062.200 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 đến năm 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn. Giai đoạn 2025 đến năm 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn. Đồng thời, giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội cụ thể cho các địa phương trong từng giai đoạn. Trong số báo mới phát hành vào sáng thứ Hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023, tạp chí Kinh tế Việt Nam VN Economy sẽ dành chọn chuyên mục tiêu điểm cho câu chuyện nhà ở xã hội với chủ đề để đạt mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội, gỡ vướng cơ chế, thúc đẩy nguồn cung. Với các bài viết, ý kiến của người trong cuộc và chuyên gia về các giải pháp thực hiện mục tiêu nhiều tham vọng này, bao gồm các bài viết sau. Nguồn cung nhà ở xã hội dự kiến gia tăng mạnh, tác giả Phan Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội, tác giả Phan Dương. Nguồn cung căn hộ mới sụt giảm, bài viết của ông Troy Griffith, phó giám đốc điều hành Savills Việt Nam. Nhà đầu tư đang quay lại thị trường bất động sản, tác giả Phan Dương. Cùng nhiều các bài viết khác. Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, tác giả Đức Phan. Gỡ nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công, tác giả Đỗ Phong. 10 mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, tác giả Phan Anh. Sửa đổi luật đấu thầu, chống các hành vi gian lận, thông thầu, tác giả Nhị Anh. Hiệu quả của hoạt động bình ổn giá xăng dầu giai đoạn 2020-2022, tác giả Phạm Minh Thụy, Lê Thị Bích Ngọc. Băn khoăn về hiệu quả giảm thuế VAT 2%, tác giả Trâm Anh. Sửa luật các tổ chức tín dụng, thêm nhiều quy định ngăn sở hữu chéo, tác giả Tùng Thư. Tăng cường kết nối, tạo dựng cơ hội hợp tác Việt Nam-Ấn Độ, tác giả VV. 6 giải pháp để đạt tỷ lệ mức giảm nghèo đa chiều, bài phỏng vấn ông Phí Mạnh Thắng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tác giả Lý Hà. Yếu tố quan trọng quyết định thành công trong xuất khẩu, tác giả Song Hà. Tránh nguy cơ độc quyền giống cây trồng, cần gỡ vướng luật trồng trọt, tác giả Trương Phượng. Nóng bỏng điện mùa khô, cần nhiều giải pháp cấp bách, tác giả Huyền Vi. Giải pháp cho ngành nhôm vượt qua khó khăn, tác giả Vũ Khuê. Khai thác mỏ vàng dữ liệu, tác giả Thủy Diệu. Giảm thuế, kích cầu mua sắm, giải cứu doanh nghiệp bán lẻ, tác giả Lưu Hà. Sau khủng hoảng năng lượng, châu Âu hứng cú sốc giá thực phẩm, tác giả An Huy. Như thường lệ, để đặt mua các số ấn phẩm của tạp chí Kinh tế Việt Nam xuất bản vào thứ Hai hàng tuần, xin mời độc giả đăng nhập vào đường link của Công ty Phát hành Báo chí Trung ương hay đăng nhập website vneconomy.vn, LinkedIn, TikTok và fanpage VN Economy để theo dõi tin tức đầy đủ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!